Xin chào các bạn, cô là Miss Thoa đây. Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một số bài tập trong cái phần đề cương ôn thi lên lớp 10 ha. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái phần Part 1. Đối với phần này thì chúng ta sẽ chọn đáp án trắc nghiệm là ABCD. Và chúng ta bắt đầu với câu số 1 nha. Đề cho là Judges, Temple and Bergather. Các bạn biết đây chính là những danh từ chỉ về nhà thờ, đền và chùa. Thì ở phía sau chúng ta thấy có một cái khoảng trống, trước khoảng trống có giới từ of và phía sau nó là một dấu chấm. Thì chúng ta lưu ý là từ loại chúng ta cần điền ở đây chính là một danh từ cho cô ha. Các bạn nhớ cho cô điền ở đây là một danh từ, nhưng mà bốn đáp án A, B, C, D đều là danh từ. Vậy chúng ta cần phải biết nghĩa của bốn danh từ này. Câu A, ransom có nghĩa là tình bạn. Câu B, worship có nghĩa là nơi thờ cúng. Câu C, worship là tàu chiến. Và câu D là scholarship, là học bổng. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án là câu B, nơi thờ cúng ha. Rồi qua câu số 2. Các bạn thấy cho cô The English 9 textbook, cái quyển sách tiếng Anh lớp 9, lớp lớp 10 unit, 10 cái đơn vị bài học. Thì chúng ta cần điền một động từ ở đây. Các bạn để ý cho cô. Câu A, động từ comprise có nghĩa là comprises có nghĩa là bao gồm ha, consists cũng là bao gồm. Nhưng đối với consists các bạn phải đi cho cô với giới từ gì nữa mới được các bạn? Đó chính là giới từ of. Rồi câu C, divides là phân chia, các bạn sẽ đi cho cô với giới từ into. Và câu D, depends, các bạn sẽ đi cho cô với giới từ là on, nó có nghĩa là phụ thuộc. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án là câu A, có nghĩa là quyển sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 sẽ bao gồm có 10 unit. Cho đáp án là câu A, comprises ha. Rồi. Thực chất thì nếu bạn nào chúng ta nhìn nhanh, chúng ta có thể thấy là những cái động từ còn lại đều cần phải có một giới từ đi theo, riêng cái động từ ở câu A là không cần, thì chúng ta có thể chọn luôn đáp án A cho cô. Rồi câu số 3. He always polite. Các bạn thấy polite đó chính là tính từ. Song song cấu trúc để chúng tôi cô cấu trúc từ and này thì chúng ta phải chọn cho cô ở đây một tính từ luôn. À, các bạn phải chọn song song. Đây là cấu trúc song song. Thì mình cần từ loại là tính từ. Anh ấy luôn lịch sự và như thế nào với nhân viên của anh ấy các bạn? Rồi các bạn cần phải chọn một danh từ. Các bạn note cho cô thêm một từ nữa, chính là từ employees, có nghĩa là những cái người nhân viên, những cái người làm công ha. Thì trái nghĩa với từ employees chúng ta sẽ có một cái danh từ khác, đó chính là danh từ employer. Employer có nghĩa là người chủ ha. Note lại cho cô. Rồi chúng ta sẽ nhìn xuống mẫu đáp án. Chúng ta sẽ tìm cho cô một tính từ. Các bạn sẽ thấy đó chính là đáp án câu D, considerate, có nghĩa là chu đáo. Chúng ta sẽ chọn đáp án câu D. Câu A, các bạn có thể note lại nghĩa nominate, có nghĩa là đề cử ha. Rồi đáp án câu B, priority, có nghĩa là sự ưu tiên. Và đáp án câu C, composites, có nghĩa là sáng tác. Rồi tiếp theo, chúng ta qua câu số 4. Mathematics là môn toán, literature là môn văn. Là những môn như thế nào đối với trẻ con ở quốc gia này các bạn? Chọn đáp án cho cô là câu D, compulsory, có nghĩa là bắt buộc. Chúng ta chỉ có hai tính từ, thứ nhất là môn học bắt buộc và thứ hai là môn học tự chọn. Các bạn note lại cho cô từ trái nghĩa compulsory, có nghĩa là mình có môn học tự chọn, đó là optional chứ không phải là option giống như câu B ha. Cô giải thích nghĩa của những từ còn lại trong câu số 4 ha. Religious có nghĩa là thuộc về tôn giáo ha, đó là tính từ. Câu B, option, nó là một danh từ, đó là sự lựa chọn. Ví dụ như mình chọn cái sự lựa chọn nào, option A or B như vậy ha. Option là một động từ thêm vào thôi, thêm lưu in thôi.
Rồi chúng ta sẽ qua câu số 5. Các bạn sẽ nhìn thấy ngay trong đề là Singapore dollar, tiền đô Singapore, thì các bạn sẽ chọn ngay cho cô đáp án là câu A, currency, đơn vị tiền tệ của Singapore chính là đô la Singapore ha. Còn câu B, capital có nghĩa là thủ đô. Câu C, language, có nghĩa là ngôn ngữ, language. Và câu D, climate, có nghĩa là khí hậu ha. Rồi câu số 6, many designer, các bạn đã có một cái cụm là lấy cảm hứng từ đâu đó, các bạn học thuộc lòng cho cô luôn. Take hoặc là took inspiration from, lấy cảm hứng từ cái gì ha. Rất nhiều nhà thiết kế đã lấy cảm hứng từ những cái dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Đáp án câu A, friendliness, có nghĩa là sự thân thiện. Câu B, impression, có nghĩa là ấn tượng. Câu D, fashion, có nghĩa là thời trang ha. Các bạn có thể note lại những từ vựng này. Rồi, câu số 7, FIFA routed the streets towards San Patrice. Các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta cũng cần một danh từ trước dấu chấm cuối câu. Mọi người tập trung đông đúc trên đường để xem cái gì về cái ngày thánh Patrick này đây. Chọn đáp án cho cô là câu C, parade, có nghĩa là buổi diễu hành ha. Celebrating có nghĩa là chỉ là một tính từ verb, một cái verb thôi, nó có nghĩa là kỷ niệm cái gì đó. German tradition đó là minh họa. Còn march này có khá là nhiều nghĩa. Ví dụ cái này danh từ, nó có nghĩa là quay diêm này, có nghĩa là trận đấu. Còn nếu có nghĩa là động từ thì nó có nghĩa là giống như cái bài tập mà các bạn làm nối câu vậy ha, marching á ha. Rồi tiếp theo câu số 8, today dinner blah 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 all over the world. Ngày nay thì quần jean nổi tiếng khắp thế giới đúng không? Mình sẽ chọn đáp án là câu A, or câu B, or câu C, or câu D. Các bạn biết là famous cũng có nghĩa là nổi tiếng, popular cũng có nghĩa là nổi tiếng, traditional có nghĩa là truyền thống, và wide là rộng rãi. Các bạn sẽ chọn nó là phổ biến khắp nơi trên thế giới ha. Các bạn sẽ chọn đáp án cho cô là câu B, popular. Tiếp theo câu số 9, in the 1980s, trong những năm thập niên 1980 thì jean finally cuối cùng nó đã trở thành high lowing, trở thành cái thời trang như thế nào đây, thì các bạn sẽ cần cho cô một tính từ. Các bạn sẽ chọn đáp án cho cô là fashionable, high fashionable, có nghĩa là nó tầm cao rồi ha, quần áo thời trang cao cấp. Rồi câu số 10, what I like best about my uncle, cái điều mà tôi thích nhất về bác của tôi đó chính là, học cho cô cụm này luôn, sense of humor, có nghĩa là khiếu hài hước. Telling nó là một vó thêm Noel ha. Cho là câu chuyện hài hước, và câu C, character, nghĩa là tính cách của người đó. Ví dụ như người đó sociable, người đó generous, outgoing, người đó cởi mở, hoặc là người đó reserved, dè dặt hay như thế nào đó. Nhưng mà riêng cái cụm mà khiếu hài hước của ai đó thì mình cho cô tính từ sở hữu nè. Rồi tới sense of humor là khiếu hài hước của người đó ha. Nên câu số 10 mình chọn đáp án cho cô là câu B. Rồi câu số 11, if you want to, 1 cộng 2 cộng verb 0. Lưu ý cho cô chỗ này, mình cần điền là một verb nguyên ha. Rồi nếu bạn muốn lắp tiếng Anh của bạn, you must practice it regularly, phải luyện tập nó thường xuyên. Vậy thì các bạn muốn như thế nào? Muốn cải thiện tiếng Anh của mình, muốn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình, các bạn chọn cho cô đáp án là câu C. Success là thành công. Nếu bạn muốn thành công, tiếng Anh của bạn không thể như vậy được ha. Progress là tiến triển. Guest là
có được tiếng Anh của bạn. Không nghĩ đáp án thích hợp phải là câu C, nâng cao ha, cải thiện. Câu số 12. I saw your school blah 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 in today editions of Vietnam News. Vietnam News, các bạn để ý cho cô chữ new này có S nha, nó chính là một danh từ trên cái tờ báo Vietnam News ha. Tôi nhìn thấy cái gì về trường của bạn? Mình sẽ chọn cho cô một danh từ ở đây. Advertisement. Tôi nhìn thấy quảng cáo về trường của bạn. Institute này có nghĩa là học viện ha các bạn. Dormitory này là cái ký túc xá. Scenery có nghĩa là phong cảnh ha. Mình chọn đáp án cho cô là câu B. Các bạn có thể note lại từ vựng cho cô. Wow, go on. Chúng tôi đang trong một cái chuyến nghỉ Đà Lạt. Ở đây các bạn cần điền cho cô tính từ. Bình thường nếu mà mình nói là 3 day, 4 day, 5 day gì đó thì chữ J này nó phải thêm S. Nhưng ở đây cái chữ 3 day này nó trở thành tính từ bổ nghĩa cho chữ gì các bạn? Bổ nghĩa cho từ trip của cô. Nên là cô không thể để cho nó có đuôi S sau chữ J được, mà cô phải thay nó bằng một cái dấu gạch nối ha các bạn. Gạch nối ở đây 3 days. Cô bỏ đi chữ S, chị cô sẽ chọn đáp án là câu C. Bạn nói cho cô ha. Rồi các bạn có thể nói cho cô một câu ví dụ này nè. Tôi là một cậu bé 10 tuổi. Mình sẽ nói như thế nào đây? Tôi là một cậu bé 10 tuổi. I am 10 year so boy. Tôi là một cậu bé 10 tuổi. Cái này cô không có để year có S được ha các bạn. Đây là một, đây nó trở thành tính từ của cái từ boy này rồi. 10 years old ha. Câu số 14. Energy can be easily used in tropical country. Cái năng lượng gì mà có thể dễ dàng sử dụng ở các của nước mà nhiệt đới các bạn? Đó chính là năng lượng mà mặt trời, solar. Chọn cho cô đáp án là câu C. Mình không có năng lượng sinh lý ở đây ha. Nuclear hoặc là solar, nuclear là năng lượng hạt nhân ha. Cái này mình phải chế tạo, còn có sẵn là tropical nghĩa là những cái khí hậu nhiệt đới mà nó nắng nhiều ha, mình sẽ dùng năng lượng mặt trời là solar. Rồi sun này là nắng, effective là hiệu quả ha, tính từ này nó hiệu quả, nó có nghĩa là hiệu quả.